Theo bài viết trên báo Đại đoàn kết, bên cạnh những yếu tố thuận lợi trong xuất khẩu, thì thời gian qua, ngành hàng sầu riêng cũng đang phải đối mặt với những không ít thách thức do tăng trưởng nóng gây ra nguy cơ và hệ lụy rất lớn, ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín và thương hiệu sầu riêng Việt Nam trên thị trường xuất khẩu. Vì vậy, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn cho biết, muốn ngành hàng sầu riêng phát triển, cần phải tổ chức lại cấu trúc ngành hàng bền vững. Trong đó, phải có sự hiện diện của cả sản xuất, tức là nông dân và tiêu thụ là doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đến với nông dân, đến tận vùng trồng ngay từ khi xuống giống để hướng dẫn, tạo niềm tin cho nông dân. Báo Lao động dẫn số liệu từ cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công nộp trực tuyến đạt 35,62%. Trong khi đó, mục tiêu chính phủ đưa ra là năm 2023, số lượng hồ sơ nộp trực tuyến sẽ đạt 50%. Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc đề xuất mức giảm phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến. Còn các chuyên gia đề xuất cải thiện quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cũng là một bước để giúp người dân từng bước tiếp cận với cách làm mới, theo kịp với thời đại 4.0, hướng đến chính quyền số, kinh tế số. Mặc dù có nhiều chính sách thu hút cũng như là chủ động các giải pháp khắc phục, tuy nhiên theo phản ánh trên báo giáo dục và thời đại việc tuyển dụng giáo viên ở đồng bằng sông cửu long vẫn trong tình trạng bế tắc để bảo đảm giáo viên cho năm học mới một số ý kiến đề xuất các cấp lãnh đạo nghiên cứu tìm giải pháp hỗ trợ ngành giáo dục giải bài toán thiếu giáo viên cục bộ các ngành các cấp nghiên cứu có chế độ đặc thù cho ngành giáo dục như là thực hiện chế độ cử tuyển bên cạnh đó nếu đặt hàng trong tuyển dụng giáo viên mới cần gắn với nhu cầu con người của địa phương thì họ mới trở về và công hiến Nằm trong loạt bài lãng phí trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập, báo giao thông số ra ngày hôm nay đăng tải kỳ cuối, không để sáp nhập xong mới đi giả soát. Giai đoạn 2023-2025 dự kiến cả nước sẽ sắp xếp khoảng 33 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.327 đơn vị hành chính cấp xã. Con số này chưa kể các huyện xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu. Theo bài viết, để khắc phục tình trạng trụ sở, tài sản bị bỏ hoang sau sáp nhập đơn vị hành chính gây lãng phí như hiện nay, người đứng đầu địa phương ở các tỉnh, thành phố cần phải sát sao quan tâm đúng mức. Nếu địa phương nào buông lỏng, không thực hiện nghiêm túc thì cần phải kiểm điểm. Trong những năm qua, dù kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực trong chỉnh trang phát triển đô thị, có phần tạo nên diện mạo thành phố hiện đại, nghĩa tình. Tuy nhiên, theo phản ánh trên báo Nhân dân, chủ trương chỉnh trang và phát triển đô thị tại thành phố mang tên Bác đang đối mặt với rất nhiều thách thức khó hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đòi hỏi bộ máy chính quyền thành phố phải có những giải pháp đột phá, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong lúc kinh tế rất khó khăn thì hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công đang được tiêu xài nhỏ giọt, trong khi mà lượng tiền nằm chờ trong hệ thống ngân hàng cũng lên đến cả triệu tỷ đồng. Trao đổi với báo tuổi trẻ, một số chuyên gia nhận định việc giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công có tác động trực tiếp và lan tỏa tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Nếu năm 2023 giải ngân được 95% kế hoạch vốn đầu tư công thì sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm 1,3%. Trong bối cảnh đó, với sự chủ động và khẩn trương thúc đẩy giải ngân của chính phủ, vốn đầu tư công được giải ngân trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy đóng vai trò gánh vác và bù đắp tăng trưởng kinh tế cho các động lực khác trong năm 2023 và những năm tiếp theo.